Tiếp theo sang hướng Tây Nam, xin mời anh Lo. Vâng, với cái hướng Tây Nam thì nó có cái giải độ là từ 202,5 đến 247,5 độ. Và Tây Nam thì gồm có ba sơn, đó là Mùi, Khôn, Thân. Và do Tây Nam của năm 2019 thì Phạm Ngũ Hoàng đại sát và chuyển sang năm 2020 năm Canh Tý. Do đó cái vận khí vừa thay đổi, thế nên là hướng Tây Nam của năm 2020 thì cũng là hướng bán cát. Và tuyệt đối là cái tháng đó là tháng 1 và tháng 2 thì là các anh chị không lập về cái vấn đề khai sơn, bởi vì do đó là phạm chính phòng mậu thủy đố thiên. Còn về cái vấn đề tu phương thì do là Mùi sơn thì phạm phải tam sát, do đó thì khi mà các anh chị tu phương vào cái hướng Tây Nam trong năm 2020 năm sau thì các anh chị cũng cần phải lưu ý chọn cái tháng vượng để mình tiến hành mình làm. Và tổng kết lại thì vấn đề khai sơn lập hướng và tu phương thì với lập hướng của hướng Tây Nam thì các anh chị có thể chọn vào tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 và tháng 9. Còn vấn đề tu phương thì các anh chị có thể chọn tháng 9 và tháng 10 để mình tiến hành mình có thể mình làm.